Dạ xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bãi nha các bạn ơi. Đó, hôm nay em sẽ lên cho các bạn ba chiếc xe rất đẹp nha các bạn ha. Chiếc Opel nè của Tây Ban Nha, chiếc xe này chất lắm các bạn, đồ mới tinh luôn các bạn ơi. Đó, nguyên zin, chất lắm nha. Một chiếc Yan Contain nè các bạn. Đó, và một chiếc Ford nha các bạn. Ba xe rất đẹp luôn. Đó, hai chiếc tay công, một chiếc Touring. Đó, các bạn theo dõi nè, em sẽ báo giá từng chiếc cho các bạn nha. Em sẽ quay chi tiết và báo giá từng chiếc cho các bạn luôn. Và giá hôm nay là giá sale, giá rất rẻ nha các bạn. Hôm nay là cuối tuần rồi các bạn ơi, cho nên giá rất cực kỳ tốt luôn các bạn ơi. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn nào chưa đăng ký kênh của em cho em xin nút đăng ký nha. Rồi các bạn nào thấy xe đẹp, xe ok thì cho em xin nút like, nút chia sẻ nha các bạn. Rồi nút đăng ký dưới góc phải màn hình đây nè. Rồi, đầu tiên em sẽ vô chiếc Opel nha. Đây. Em đo cái size trước nha các bạn ơi. Rồi cái size của em Opel Tây Ban Nha này là tính tới sườn ngang là 46. Rồi. Tính tới cọc yên là 50 nha các bạn. Ngang em nó là 51. Đó. Ngang 51. Thì cái size này phù hợp cho từ 1m62 tới 1m75 chạy là ok, chạy đẹp nha các bạn ơi. Đó. Em Opel, Opel này là thương hiệu của Tây Ban Nha nha các bạn. Đó, một thương hiệu của Tây Ban Nha nha các bạn ơi. Đó, khung nhôm nha các bạn ơi. Khung của em này là khung nhôm và càng nè. Cái càng này là càng carbon nha các bạn. Khung nhôm càng carbon nha các bạn ơi. Đây, bộ tay lắc nè. Em này xài một bộ tay lắc của Shimano Tiara nha các bạn. Shimano Tiara double là có hai dĩa nha các bạn. Bên đây là chuyển dĩa double là hai dĩa nha các bạn. Đây, clip của em đó, bên đây là clip đó, tay lắc. Rồi cái tay lái cũng có Opel và cái công tăng cũng vậy luôn nha. Theo hãng hết luôn các bạn ơi, chén cổ cũng vậy. À, chén cổ này FSA của Mỹ nha. Đây các bạn ơi. Đây Shimano Tiara nha các bạn, càng thắng rất đẹp luôn các bạn. Em này đi cặp vành trước là Shimano R500 nha các bạn ơi. Shimano R500 các bạn, rất rất đẹp, rất xịn nha các bạn. Đây. Cái đùm cũng là Shimano R500 luôn các bạn ơi. Cái đùm cũng là Shimano R500 luôn nha. Tâm inox. Đó, sơn tĩnh điện màu đen nha các bạn. Đó, đằng trước có mở nhanh nè. Mở nhanh của Shimano luôn nha các bạn ơi. Vỏ, để em coi cái vỏ này, vỏ của ai đây. Vỏ này vỏ Panaracer 723C made in Japan nha các bạn. Vỏ Panaracer 723C made in Japan. Đây rất đẹp nha các bạn. Đó. Đây, tem của Nhật đây, tem cảnh sát đầy đủ nè. Em bút bia đẹp lắm các bạn. Cái nhôm của thằng Tây Ban Nha làm rất nhẹ các bạn. Rất nhẹ và rất cứng các bạn. Đó, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Đây. Cục yên nè. Cục yên này là carbon nha các bạn. Cục yên của Opel luôn nha. Theo hãng luôn các bạn ơi. Yên của em đó nè. Yên rất đẹp luôn các bạn ơi. Đây, càng thắng sau là càng thắng Shimano Tiara này các bạn ơi. Đồ em này đồ xịn không nha các bạn. Vỏ sau là vỏ Victoria. Đó, 723C các bạn. Vỏ sau vỏ Victoria 723C nha. Đó. Đùm là đùm Shimano nha các bạn ơi. Đùm là đùm Shimano. Đó. Đó, xe rất nhẹ các bạn. Xe rất nhẹ, rất chớn luôn các bạn ơi. Đó. Đó, rất đẹp nha các bạn. Rồi em đếm clip 2 4 2 4 6 8 9, 9 clip nha các bạn ơi. Clip còn rất mới luôn các bạn. Đây, chuyển clip là Shimano Tiara đây các bạn ơi. Clip còn rất mới luôn. Dây sơn zin theo xe luôn các bạn ơi. Dây sơn zin theo xe luôn này. Giò dĩa là Shimano Tiara. Đó, mặt đạn nha các bạn. Chuyển dĩa Shimano Tiara. Các bạn nhìn cái chuyển dĩa đẹp ghê các bạn. Đó, các bạn nhìn cái chuyển dĩa cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Chiếc xe này đó. Chiếc xe phải gọi cực kỳ mới luôn. Hôm bữa là có chiếc da nó mới cỡ này, bây giờ mới về được thêm một chiếc Opel nó mới cỡ này nha các bạn. Một thương hiệu của Tây Ban Nha các bạn ơi. Đó, rất đẹp luôn. Rồi, quay tới mặt bên đây nha. Các bạn theo dõi nha. Tí em sẽ báo giá cho. Đây. Nước sơn rất đẹp luôn các bạn ơi. Khung nhôm càng trước càng carbon, Opel carbon đây các bạn ơi. Càng trước càng carbon đây. Đó. Khung nhôm rất đẹp. Đây, giò dĩa nè, Shimano Tiara nha các bạn. Giò dĩa Shimano Tiara. Mặt đạn
chục bạc đạn, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó thì hôm nay có chạy lắm tắm vài chỗ đây nè, đó có chạy lắm tắm vài chỗ đó, nhưng mà tổng quan con xe rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, màu đen bóng, tem màu trắng, nhìn xe nó chất lắm các bạn, nhìn xe rất đẹp. Đây tổng quan con xe đây, tổng quan con xe đây các bạn ơi. Rồi chúng quay cái cổ xe qua cho các bạn xem nha. Đó. Đây tổng quan con xe nhìn rất đẹp nha các bạn. Hút bia. Đó. Đồ cực kỳ mới luôn. Rồi em này để cho các bạn giá 11.500.000 nha. Đó, 11.500.000. Thôi hôm nay thứ bảy cuối tuần rồi, thôi bớt cho các bạn 500 đi. Để 11 triệu. 11 triệu em bao ship cho nha các bạn ơi. Rồi em vô đồ chơi cho. Đó, em vô đồ chơi, đèn, bình nước, ống bơm này em vô đủ cho các bạn ơi. 11 triệu em bao ship cho nha. Rồi có ngày hôm nay cuối tuần em giảm giá. Tiếp theo đó các bạn. Tiếp theo là một con Gian. Con Gian Content khung nhôm càng carbon. Con Gian rất đẹp nha các bạn ơi, con Gian màu đỏ tươi luôn các bạn. Con Gian rất đẹp nha. Rồi cái size của em Gian này tính tới sườn ngang là 44. Tính tới cọc yên là 48, 49. Ngang của em này là ngang 52 các bạn ơi. Đó thì cái size phù hợp từ 1m62 tới 1m75 chạy là đẹp luôn nha các bạn. Đó, em Gian Content này các bạn. Mang một màu đỏ, màu đỏ này kêu là màu đỏ candy nha các bạn. Màu đỏ candy, màu đỏ đẹp ghê các bạn. Rồi em này đi như bộ tay lắc là Shimano Laris nha các bạn ơi. Đây các bạn, Shimano Laris nha. Đó, thì em này có hai thắng phụ các bạn ơi. Đó có hai thắng phụ, tay lái của Gian, công tăng của Gian luôn. Đó. Thì cái bao bên đây thì nó hơi bị rách, thì dán miếng băng keo lên nha các bạn. Đó. Đó, cái miếng này nè các bạn ơi. Đó, cái miếng này hơi bị rách thì em dán miếng băng keo lên tí đỡ nha. Rồi. Cái gì các bạn chốt xe thì em thay cho, em thay cặp bao tay này cho. Cặp bao tay này không rẻ đâu các bạn, cũng tầm 200-300 ngàn. Đó. Rồi. Đây trang cổ này các bạn ơi, trang cổ rất đẹp luôn. Đó, em Gian Content. Gian đời mới nha các bạn, âm sườn, dây âm sườn nha các bạn ơi. À, em này mang một màu đỏ candy rất đẹp các bạn. Càng thắng nè, càng thắng là càng thắng Shimano các bạn ơi. Vỏ là vỏ của Gian luôn nha. Vỏ của Gian 728C. Vỏ này vỏ chọc gai nha các bạn. Vỏ rất đẹp luôn, niền nè. Niền này niền SR2 của Gian luôn nha các bạn. Rồi cái niền nè. Các bạn nhìn cái niền nó sáng ghê không các bạn? Nó sáng mà nó láng nó mịn nữa các bạn ơi. Chứng tỏ thắng rất ít, chứng tỏ chiếc xe này chạy rất ít nha. Đó. Đùm này các bạn ơi. Đó, đùm của Gian luôn nha. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Đây, dây âm sườn. Tem mát đây, đầy đủ nè. Đó. Tem mát đầy đủ. Tem Nhật đây các bạn ơi. Đó. Rất đẹp. Em Gian, em Gian đời mới, đời là đời 2022 các bạn ơi. Em Gian này đời 2022 nha. Đó rất đẹp luôn, nhưng mà em bán giá cực kỳ mềm luôn các bạn ơi. Đó, em bán giá cực kỳ mềm luôn nha. Các bạn theo dõi tí em báo giá luôn. Em quay xong chi tiết hết rồi em báo giá cho các bạn. Yên, yên của Gian luôn nha các bạn, yên của Gian luôn nè. Đó, cục yên của Gian luôn. Em Gian này, em Gian đời cao mà đồ zin nữa các bạn ơi. Nước sơn zin, đồ zin nguyên con nữa, rất đẹp luôn các bạn. Càng thắng Shimano. Đây, cái vỏ của Gian 728C. SR3 AC nữa các bạn. Rồi. Cái niền là niền SR2 của Gian nha, niền SR2 của Gian, niền nhôm hai lớp. Tâm inox sơn điện, đùm đùm của Gian nha các bạn. Rồi, em đếm clip mà 2 4 6 8 4 6 8 8 clip nha các bạn. 8 clip, bộ clip còn cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Bộ clip sáng trưng rồi các bạn. Rồi. Xe đẹp ghê các bạn. Thì nó xe ở đời 2022 đời cao mà các bạn, nó đẹp. Shimano Laris chuyển dĩa nè. Thì em này nó uổng các bạn. Đó, nó hơi chạy trên đường vận chuyển về thì nó hơi chạy đen tí. Đó. Lấy miếng decal phản quang các bạn dán bít đây và dán bên kia là xe đẹp nha các bạn. Đó, dây sơn zin theo xe nè các bạn. Chuyển dĩa là Shimano Laris là hai dĩa, rồi dĩa SA của Mỹ. Đó. Thì cái size này xe M nha các bạn. Rất đẹp luôn. Rồi dĩa SA. Đây. Đó, em Gian này nhìn tổng quan rất đẹp luôn các bạn. Khung nhôm càng carbon, em Gian đời mới nha.
Vì em da này em bán rất nhiều các bạn. Cái mẫu da này em bán cực kỳ nhiều luôn các bạn ơi. Đó, bình thường là em về con màu xanh nữa các bạn. Nó còn màu xanh trắng á, em bán cực kỳ nhiều luôn. Hôm nay về con màu đỏ candy nhìn đẹp ghê các bạn. Các bạn nào hợp nhãn, hợp phong thủy, hợp size thì các bạn lụm nha. Con da này mới lắm các bạn ơi. Giỏi da luôn nè. Con da này mới lắm, nhìn không chơi vào đâu được đâu. Đây, chân chống zin theo xe, dồi dĩa FSA đây các bạn. Đó. Da đời 2022 các bạn ơi. Đó, rất đẹp luôn. Rồi em quay tổng quan lại một lần nữa. Đó. Đây các bạn ơi. Rồi, em quay tổng quan lại con xe một lần nữa nha. Đó, các bạn nào hợp thì lấy nha, màu đỏ candy rất đẹp nha. Thì con này để cho các bạn giá 10 triệu nha các bạn, em bao ship cho. Bình thường là phải 10 triệu rưỡi đó các bạn ơi. Tại hôm nay cuối tuần thì để cho bạn giá 10 triệu. 10 triệu bao ship cho bạn ơi. Rồi, các bạn nào để chốt đi để em thay cái cặp bao tay mới cho, bao tay của Tay Lắc. Bao tay Tay Lắc này nếu kiếm đồ zin mua phải mấy trăm ngàn không rẻ đâu các bạn ơi. Em mua đồ zin chứ không thay đồ mới vô đâu. À, kiếm đồ zin em thay vô cho. Đó, 10 triệu nha bạn, em bao ship cho. Rồi. Tiếp tục. Rồi, nãy giờ các bạn thấy xe ok, xe đẹp cho em xin nút like nha các bạn. Rồi, các bạn đăng ký dưới góc phải màn hình nha. Đi theo dõi em Hiếu nha, em Hiếu còn lên nhiều xe đẹp nha các bạn ơi. Rồi, hôm nay cuối tuần thì quay hai chiếc này cực đẹp cho các bạn xem. Đó, hai chiếc này rất đẹp luôn. Rồi, cuối cùng một con Touring nha các bạn. Hôm nay em quay ba chiếc nên clip hơi dài các bạn thông cảm nha. Rồi, cuối cùng con Touring. Con Ford này của Nhật nha các bạn. Màu này màu cánh gián nha. Khung nhôm càng thép nha các bạn. Đó. Em này đi số vặn nha các bạn. Thì em này chưa có cặp bao tay thì để em mà thấy em gắn cái bao tay vô cho. Chuông zin của Nhật luôn nè. Đó, số vặn nè. Cực nhẹ nhàng luôn các bạn ơi. Nè, tay lái, công tăng, nhôm. Nè, đây là cái phản quang trước nè các bạn ơi. Thương hiệu Ford nè, nhôm là 6061 đây các bạn ơi. Đó, thương hiệu Ford cũng rất là nổi tiếng nha các bạn. Thì em này xài cái thắng thắng cùm đi luôn các bạn ơi. Đó, vỏ nè. Niền là niền nhôm 2 tầng, vỏ nè. Vỏ này vỏ 728C các bạn, vỏ rất mới luôn các bạn ơi. Bạn nhìn vỏ nè, vỏ rất mới nha. Tâm inox nè. Đó, rất đẹp nha các bạn. Yên zin theo xe luôn các bạn, cái yên bự lắm các bạn. Đó, cái yên ngồi thoải mái nha. À, cốt yên nhôm các bạn, cốt yên nhôm nha. Em này màu cánh gián, chạy ra ngoài nắng nhìn rất là nổi nha, rất đẹp nha các bạn ơi. À, vỏ sau nè, vỏ sau vỏ quay bi nha các bạn. Rồi clip 1 2 3 4 5 6 clip nha các bạn ơi. 6 clip Shimano nè các bạn. Rồi em này có 3 dĩa nha các bạn ơi. 3 dĩa Shimano luôn các bạn ơi. Rất đẹp luôn các bạn. Đây em Ford nè các bạn. Màu màu cánh gián nha các bạn ơi, chân chống zin theo xe luôn nè. Thì các bạn nào hợp màu này thì alo em nha. Đó, tem mác của Nhật thì còn đầy đủ nè các bạn ơi, tem mác của Nhật còn hết em nha. Đó, tem công ty còn đầy đủ hết luôn. Đây. Ở dưới con sườn sạch sẽ ok nha các bạn. À. Thì em này em sẽ quay sơ thôi. Em này nói chung là em này cũng rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, em này rất đẹp luôn, quay sơ sơ cho các bạn xem nha. Rồi. Em này để cho các bạn giá 6 triệu rưỡi nha các bạn ơi. 6 triệu rưỡi đáng lẽ là 7 triệu nhưng mà cuối tuần thì em sẽ bớt 500, còn 6 triệu rưỡi nha. Đó, cuối tuần em bớt 500 cho các bạn, vui vẻ, cà phê thôi. Đó. Rồi, hôm nay em lên 3 chiếc nha các bạn. Rồi các bạn nào hợp chiếc nào alo nha, 0975158377, đó cũng là số Zalo luôn các bạn ơi. Em xin báo giá lại từng chiếc nha các bạn. Em này em ốp bia cực kỳ mới luôn, 11 triệu. Em Gian này 10 triệu. Em Ford này 6 triệu rưỡi. Đó. Quá ok, cuối tuần à. Quá ok nha các bạn, xe đẹp nhưng mà giá cực kỳ tốt nha các bạn. Rồi, các bạn nào quan tâm thì alo em xin nhắc lại là số điện thoại 0975158377, đó cũng là số Zalo luôn các bạn ơi. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ, bên gia đình nhiều sức khỏe nha các bạn ơi, thành công trong công việc nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn những video clip sau. Chào tạm biệt, bye bye.